Giới thiệu nhanh và báo giá trực tiếp tới quý vị hai mẫu sản phẩm đồng hồ côn cổ treo tường nguyên bản Pháp. Cả hai chiếc đồng hồ mà quý vị đang thấy trên màn ảnh nhỏ của mình đây đều là các cái sản phẩm đồng hồ tới từ cùng một thương hiệu. Chính vì thế mà các bác có thể thấy qua cái phần thiết kế hình thức của cả hai chiếc có một cái sự tương đồng rất lớn, đúng không ạ? Hai chiếc đồng hồ này đều là các cái sản phẩm đồng hồ của thương hiệu Girod Pháp. Và như các bác cũng đã biết rồi, những cái chiếc đồng hồ máy 8 của Girod Pháp đều có chung một cái đặc điểm vô cùng thú vị, đó là đều có thể chơi lên được tới hai giai điệu của hai bản nhạc khác nhau. Thứ nhất đó là bản nhạc Westminster và thứ hai đó là bản nhạc Folk, một cái bản nhạc mà của riêng thương hiệu Girod này. Rồi, trước hết về ngoại hình, em sẽ tổng quan qua một chút về cả hai chiếc. Về kích thước của hai chiếc đồng hồ này đều có cái kích thước tương đồng nhau, về chiều cao là 57 và phần chiều ngang là 47 cm. Chiếc đồng hồ bên phía tay trái đây, chúng ta sẽ có một phần kiểu dáng thùng bè, vân gỗ đẹp và sẽ có các cái đường chạm trổ hình ảnh của những bông lúa mạch ở cả hai đầu bên cánh đối xứng nhau hai bên. Về phần hiển thị bộ mặt số bát giác nằm, kim mắt ngỗng đặc trưng nhất của thương hiệu Girod và có bao khuyên cót ở trên mặt số. Chúng ta sẽ có một cái phần logo thương hiệu Girod với chữ G bao quanh chữ Girod ở phía trong. Tên bản nhạc VZ Table, đúng rồi ạ, tên bản nhạc là Westminster thì chính xác hơn. Đó, về phần hiển thị bên trên. Xuống phía dưới thì chúng ta sẽ có một phần lớp kính được tráng gương nhé. Về phần hình thức, các bạn có thể thấy được cái điểm sáng, đó là bộ kính tráng gương này và phần mặt lắc đẹp ở phía trong. Rồi, sang đến chiếc bên này thì cũng tương tự, chúng ta sẽ có vẫn là một phần kiểu dáng thùng bè và sẽ làm rất là tối giản, đúng không ạ? Hai bên cánh sẽ là những cái lớp gỗ và sẽ được tạo dáng cánh sóng lượn đi một chút, hơi gợn sóng lên, đúng không ạ? Sẽ không có những cái chi tiết chạm trổ nhưng mà cho chúng ta được một cái nhìn rất là cân đối, đúng không ạ? Về phần mặt số sẽ tương tự nhau, một phần mặt số bát giác nằm, kim rất đẹp, đúng không ạ? Niềng sáng có khuyên cót đầy đủ cho chúng ta. Rồi, phía dưới sẽ có một bộ kính được tráng gương nhưng mà sẽ là các cái đường nét nối liền với nhau và sẽ là một phần mặt lắc ở vị trí trung tâm. Đó là về tổng quan qua thiết kế của từng chiếc. Sau đây thì em sẽ đi vào phía bên trong, quay tiếng chuông và báo giá tới quý vị từng chiếc đồng hồ. Ở phía trong chiếc đồng hồ thì các bác có thể thấy nhá, đầy đủ các cái chi tiết phụ kiện như là ốc chốt tường này, tay cót, khóa gông. Quà tặng từ hồ Vang Vọng sẽ luôn luôn đi kèm, sẽ có thước cân bằng và một lọ dầu nữa các bác nhá. Một lọ dầu sẽ luôn luôn đi kèm cùng với chiếc đồng hồ. Đây là cấu hình của chiếc đồng hồ đây, 8 gông, 8 búa. Đây là cần gạt chuyển bài với một chiếc đồng hồ chơi hai bản nhạc nhá. Hai chiếc đồng hồ này thì mỗi chiếc em để một bản nhạc khác nhau. Bây giờ em sẽ thử chiếc đồng hồ này trước, mời các bác cùng thưởng thức. Vâng, giai điệu của bản nhạc Westminster chắc chắn rồi. Rồi, đó là âm thanh tiếng chuông của chiếc đồng hồ thứ nhất, một chiếc có chạm trổ. Sau đây thì em sẽ sang luôn cái chiếc thứ hai, cũng thử luôn phần âm thanh tới quý vị. Với chiếc đồng hồ này thì cần gạt chuyển bài sẽ ở bên vị trí số 3 đấy các bác nhá. Đây là cần gạt chuyển bài đấy ạ. Đó, giai điệu 15 phút khác hẳn, đúng không ạ? Giai điệu bản nhạc folk. Thank you.
Có một điểm chung trên hai cái phần âm thanh các bác vừa nghe, giai điệu bản nhạc thì khác nhau nhưng mà cùng chung đó là cái bộ gông đồng và cho chúng ta cái tiếng chuông có độ trầm, độ ấm và cái độ vang ngân rất hay, đúng không ạ? Chiếc đồng hồ bên phía tay trái với chi tiết chạm trổ đây sẽ được giao lưu với mức giá là 10.500.000 và bên chiếc bên cạnh đây sẽ được giao lưu với mức giá là 11.000.000. Các bác lựa chọn những cái sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp tới đồng hồ Vang Vọng theo hai số điện thoại là 0912011947 và 0912011928. Sản phẩm thì em sẽ giao lưu và miễn phí vận chuyển toàn quốc. Đối với các bác ở khu vực Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ được miễn phí lắp đặt tại nhà nữa nhé. Đó, rất là hoan nghênh các bác giao lưu các cái sản phẩm từ đồng hồ Vang Vọng. Xin chân thành cảm ơn.